Mới đây, một bức ảnh cho thấy nhóm nhân viên mật vụ Mỹ cười khi họ đang che chắn cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông bị bắn sượt vào tay lan truyền rất nhanh trên mạng xã hội. Một bức ảnh khác cũng được lan truyền trên mạng xã hội X kèm chú thích. Trump đang cười khi sống sót sau vụ ám sát. Theo Reuters, cả hai bức ảnh này đều bị chỉnh sửa. Bức ảnh gốc do phóng viên ảnh Ivan Vusi của AP chụp cho thấy là ông Trump khi đó không cười, ông nhìn lên với khuôn mặt nghiêm trọng khi các nhân viên an ninh đang che chở cho ông. Vô gì cũng chụp bức ảnh nhóm nhân viên an ninh vây quanh ông Trump. Ảnh gốc cho thấy là không ai trong số họ cười cả. Những bức ảnh của Reuters chụp khoảnh khắc đó cũng không cho thấy ông Trump hay là đội mật vụ cười sau khi xảy ra vụ nổ súng. Ngay sau khi xảy ra vụ ám sát hụt mà nghi phạm được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, gây ra, nhiều thuyết âm mưu lan truyền trên các trang mạng xã hội ở Mỹ và khắp thế giới. Khi động cơ của nghi phạm chưa được xác định, các thuyết âm mưu tiếp tục được lan truyền. Ngay sau vụ việc, từ khóa giàn dựng lập tức trở thành chủ đề xu hướng nhiều thứ hai trên mạng xã hội X với hơn 2,28 triệu bài đăng sử dụng từ khóa này. Ngày 15 tháng 7, ông Dmitry Mehon, cố vấn của một nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ, lên tiếng xin lỗi vì gợi ý khả năng vụ bắn ông Trump là bị giàn dựng. Trong bối cảnh các thuyết âm mưu nở rộ, lãnh đạo của cả Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, trong đó có ông Trump và Tổng thống Joe Biden, kêu gọi cả nước đoàn kết và bình tĩnh. Trang Semaphore đưa tin trong email gửi đến một số nhà báo và người ủng hộ, ông Mehon trước đó nói rằng có khả năng vụ bán súng này được khuyến khích và có thể được dàn dựng để ông Trump có các bức ảnh và hưởng lợi từ phản ứng của dư luận. CBS News ngày 14 tháng 7 đưa tin, Sở Cảnh sát thành phố New York đã tăng cường an ninh xung quanh tháp Trump, tòa nhà chọc trời sao hoa bậc nhất của ông Trump ở Manhattan, cũng như các địa điểm khác trong thành phố New York sau khi xảy ra vụ xả súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ tại sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13 tháng 7. Đoạn video do truyền thông Mỹ phát sóng cho thấy cảnh sát đặc nhiệm trực thuộc đơn vị ứng phó khẩn cấp được triển khai cùng lực lượng cảnh sát thường trực để bảo vệ tòa nhà. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams viết trên X, những gì diễn ra trong sự kiện ở Pennsylvania thật kinh khủng. Tôi xin gửi lời cầu nguyện tới cựu tổng thống Trump, gia đình ông ấy và tất cả những người có mặt tại hiện trường. Bạo lực chính trị không có chỗ đứng ở đất nước này. Vì lý do phòng ngừa tối đa, Sở Cảnh sát New York (NYPD) đang tăng cường các sĩ quan đến một số địa điểm nhất định trên khắp năm quận. Trong số các địa điểm được tăng cường an ninh có Tháp Trump (Trump Tower), tòa nhà Trump (Trump Building), quảng trường Foley và tòa thị chính New York một đám đông đã kéo tới bên ngoài tháp trăm ngay trong tối 13 tháng 7, mang theo cờ Mỹ và đội mũ có khẩu hiệu Make America Great Again, khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại. Những người ủng hộ ông Trump đã quyết định tập trung bên ngoài tòa tháp sau khi theo dõi vụ nổ súng nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ qua truyền hình. An ninh xung quanh tháp Trăm đã được đặt trong tình trạng báo động cao, xe tuần tra của cảnh sát xếp hàng dọc các con phố xung quanh. Hãng thông tấn AP dẫn lời hai quan chức thực thi pháp luật của Mỹ cho biết, khẩu súng trường AR-15 mà nghi phạm Thomas Matthew Cruz, 20 tuổi, đến từ Bethlehem Park, bang Pennsylvania, dùng để tấn công ông Trump trong sự kiện vận động tranh cử ngày 13 tháng 7, đã được cha của đối tượng này mua từ ít nhất 6 tháng trước. Theo hãng thông tấn DPA Đức, tại Mỹ, AR-15 có thể mua trực tuyến với giá khoảng 1.000 đô la Mỹ. Hiện đặc vụ Liên bang Mỹ vẫn đang nỗ lực tìm hiểu thời điểm và cách thức mà Cruz lấy được khẩu súng, đồng thời thu thập thông tin về đối tượng này để xác định động cơ tấn công. Theo tờ Guardian, súng trường AR-15 là một trong những loại vũ khí thuộc hàng khét tiếng nhất của Mỹ. Đó là vì AR-15 đã được sử dụng trong một chuỗi các vụ xả súng hàng loạt tại Mỹ. Ví dụ như vụ tấn công ở Las Vegas tháng 10 năm 2017 khiến 59 người thiệt mạng, và vụ tấn công chống phong trào LGBTQ+, cộng khiến 5 người thiệt mạng ở Colorado Springs tháng 11 năm 2022. Bà Lindsay Nicole, giám đốc chính sách tại trung tâm luật Gifford, nơi thúc đẩy các quy định về súng, nói với ABC, đây là một loại vũ khí chiến tranh thực sự chỉ phù hợp với những người lính trong vùng chiến sự. Khả năng giết chết nhiều người một cách nhanh chóng của AR-15 là lý do tại sao chúng tôi muốn nó bị cấm. Tuy nhiên, nhiều người Mỹ lại coi AR-15 như một biểu tượng của quyền sở hữu vũ khí. Đáng lưu ý khi thực hiện vụ tấn công nhằm vào ông Trump ngày 13 tháng 7, Cruz đã mặc một chiếc áo phông có logo của kênh YouTube ủng hộ các loại súng mang tên Demolition Ranch. Đây là một trong những kênh ủng hộ súng phổ biến nhất ở Mỹ với gần 12 triệu người đăng ký theo dõi. Tờ Wall Street Journal tối 14 tháng 7 đưa tin các thiết bị nổ đã được tìm thấy bên trong chiếc xe hơi của Cruz đỗ không xa khu vực diễn ra sự kiện vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania. Các nhà chức trách Mỹ cho biết, cảnh sát đã nhận được nhiều báo cáo về các gói hàng đáng ngờ xung quanh khu vực Cruz phục kích để tấn công cựu Tổng thống Mỹ, buộc họ điều động các kỹ thuật viên xử lý bom bình tới. Lực lượng chức năng đang tích cực làm rõ hiện trường trước khi khám xét nhà của Cruz. Ông Trump đã vội vã rời khỏi cuộc vận động tranh cử sau khi có tiếng súng rõ ràng vang lên. Hình ảnh và video được ghi lại tại sự kiện cho thấy các vết máu chảy trên mặt ông khi ông dơ nắm đấm lên trời. Sau phút, sau bài phát biểu tại một cuộc vận động ngoài trời ở Butler, Pennsylvania, một loạt tiếng bốp vang lên, ông Trump lập tức ôm lấy tay phải, nhìn vết máu trên tay rồi nhanh chóng ngã xuống sau bục phát biểu. Các nhân viên mật vụ nhanh chóng chạy lên sân khấu và vây quanh ông. Các nhân viên thực thi pháp luật khác được trang bị súng trường cũng chạy lên sân khấu. Sau đó có một loạt tiếng súng thứ hai. Các nhân viên mật vụ đã giữ ông Trump nằm trên mặt đất trong khoảng 25 giây. Có tiếng ai đó hét lên, kẻ nổ súng đã bị hạ. Một người khác hét lên, di chuyển, trong khi đám đông tiếp tục la hét. Ông Trump nói khi các đặc vụ đưa ông ra khỏi hiện trường. Hãy để tôi lấy giày, để tôi lấy giày. Sau đó ông nói, đợi đã, đợi đã, đợi đã. Trước khi bắt đầu đưa nắm đấm lên không trung, ông Trump tiếp tục giơ nắm đấm và hướng về phía đám đông, miệng hô, đấu tranh. Nhiều người trong đám đông bắt đầu hô vang, nước Mỹ, nước Mỹ. Khi các nhân viên mật vụ đưa ông đến một chiếc SUV màu đen ở gần đó, ông Trump vẫn tiếp tục giơ nắm đấm, khiến nhiều người hô vang, nước Mỹ, Tổng thống Joe Biden đã lên án vụ việc này và nói không có chỗ cho kiểu bạo lực này ở nước Mỹ. Chúng tôi không thể tha thứ cho điều này. Phó Tổng thống Kamala Harris nói tất cả chúng ta phải lên án hành động ghê tởm này và đảm bảo rằng nó không dẫn đến thêm bạo lực. Donald Trump Sia, con trai cựu Tổng thống, nói với ABC News rằng ông Trump có tinh thần ổn định, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ không bao giờ dừng lại. Vụ tấn công nhằm vào cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày 13 tháng 7 đã làm dấy lên nhiều câu hỏi liên quan đến nỗ lực đảm bảo an toàn cho ông xuyên suốt chiến dịch tranh cử. Là cựu Tổng thống và ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Trump chủ yếu được mật vụ bảo vệ. Trong hầu hết sự kiện vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump, cảnh sát địa phương hỗ trợ mật vụ bảo vệ ông. Đại diện từ các cơ quan khác trong Bộ An ninh Nội địa, chẳng hạn như Cục An ninh Vận tải, thỉnh thoảng trợ giúp. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi nhiều cuộc vận động tranh cử của ông Trump có hàng ngàn khán giả diễn ra ngoài trời và kéo dài hàng giờ. Trước một sự kiện, đặc vụ sẽ ra soát địa điểm để tìm bom hoặc là các mối đe dọa khác, và ông Trump luôn xuất hiện trong một đoàn xe hộ tống kiên cố. Giới chức thực thi pháp luật thường dựng rào chắn làm vành đai an ninh và yêu cầu tất cả những người tham dự phải đi qua máy dò kim loại để vào địa điểm. Người tham dự còn bị kiểm tra túi sách và thậm chí là ví. Tuy nhiên, vụ tấn công vào ngày 13 tháng 7 dường như là được thực hiện bởi một tay súng nằm ngoài phạm vi an ninh, theo truyền thông địa phương. Ít nhất một nhân chứng khẳng định với BBC rằng ông đã cố gắng cảnh báo cảnh sát và mật vụ Mỹ về sự hiện diện của tay súng bắn tỉa tại một tòa nhà gần địa điểm tổ chức sự kiện nhưng bất thành. Ban đầu, cảnh sát có vẻ bối rối và không phản ứng ngay lập tức với cảnh báo, ông cho biết thêm. Một nhân chứng giấu tên khác cho biết, trước khi sự kiện diễn ra, ông nhìn thấy điều dường như là hai nhân viên mật vụ tại sân thượng của một ngôi nhà gần đó. Họ dường như là dùng ống nhòm để ra soát khu vực. Người này cho biết thêm, họ liên tục nhìn sang khu vực phía bên trái trước khi ông Trump bước lên sân khấu. Có vẻ là họ rất tập trung vào khu vực đó. Ngay khi cựu Tổng thống Trump bị thương, ông nhanh chóng được nhân viên mật vụ bao quanh. Cùng lúc, lực lượng an ninh được trang bị vũ khí chạy lên sân khấu và ra soát khu vực để tìm kiếm mối đe dọa. Cựu Tổng thống Trump sau đó được hộ tống lên xe và đưa đến bệnh viện địa phương. Theo Bloomberg, ông đã xuất viện. Theo tờ New York Post, tay súng bán tỉa vừa tìm cách ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương đã phục kích trên tầng thượng một nhà máy cách nơi tổ chức sự kiện khoảng 120 mét. Cuộc vận động tranh cử ngoài trời được tổ chức trong khuôn viên triển lãm nông trại lờ nơi có những cánh đồng rộng lớn và trải dài. Chính điều này đã giúp tầm nhìn của tay súng bắn tỉa từ trên cao tới vị trí đứng của cựu tổng thống Mỹ không bị cản trở. Trả lời New York Post, đội đại nhiệm chống bắn tỉa của Mỹ cho biết họ đã tiêu diệt kẻ nổ súng đáp trả nguồn hỏa lực được bắn ra từ tầng thượng ngôi nhà ở hướng phía sau khán đài. Tòa nhà nơi thi thể tay súng bắn tỉa được phát hiện sau đó là một phần khu phức hợp của AGI International INC là doanh nghiệp chuyên cung cấp các thiết bị tự động hóa cho ngành bao bì nhựa và thủy tinh, có khu đất tiếp giáp với khu triển lãm nông chạy, chỉ ngăn cách nhau bằng hàng rào dây xích. Theo Google Street View, đây là tòa nhà số 6 trong khu phức hợp. Do khuôn viên của AGI International có ít cây xanh nên tầng thượng của tòa nhà này mang lại vị trí thuận lợi rõ ràng cho tay súng bắn tỉa. New York Post viết không có gì ngăn cách khẩu súng trường của tay súng với phần đầu của cựu Tổng thống Mỹ ở ngoài cỏ một nguồn tin thực thi pháp luật nói với hãng thông tấn ap rằng họ đã thu được tại hiện trường một khẩu súng tấn công bán tự động dòng ar trong khi đó trao đổi với ny post một nguồn tin thực thi pháp luật khác cho biết thêm rằng viên đạn của tay súng bán tỉa có thể đã bị kính làm chạch hướng trước khi ông trump trúng đạn video tại hiện trường cho thấy chín phát súng đã vang lên trong đó có ba phát súng được bán ra trước khi ông trump cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp một số phát súng khác do mật vụ mỹ bán trả Cựu tổng thống Mỹ kể lại thời khắc mà ông gọi là suýt chết trong bài đăng trên chút social tối ngày 13 tháng 7, tôi bị một viên đạn xuyên qua phần trên tay phải, tôi biết ngay là có điều gì đó không ổn khi nghe thấy tiếng rít, tiếng súng và cảm thấy da của mình bị xé toạc, máu chảy ra nhiều nên lúc đó tôi nhận thấy được là chuyện gì đang diễn ra. Theo hãng tin CNN, ông Trump đã bị thương ở tay sau vụ nổ súng tại sự kiện vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania hôm 13 tháng 7. Tay súng đã bị tiêu diệt, tuy nhiên vụ việc đã khiến hai người thiệt mạng, gồm nghi phạm và một người dân. Ngoài ra, hai người khác cũng đã bị thương nặng. Hãng tin Bloomberg cho hay ông Trump đã xuất viện sau khi được điều trị vết thương do súng bắn. Nhận được thông tin trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, Sarah và tôi đã bị sốc trước cuộc tấn công rõ ràng nhằm vào cựu Tổng thống Trump. Chúng tôi cầu nguyện cho sự an toàn và sự hồi phục nhanh chóng của ông ấy. Tổng thống Honduras Xiomara Castro de Zelaya chia sẻ, Bạo lực lại tạo ra nhiều bạo lực hơn. Tôi rất tiếc vì những gì đang xảy ra trong quá trình bầu cử ở Mỹ, sự đoàn kết của tôi với ông Trump. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi đang hướng về ông Trump trong những giờ phút đen tối này. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Anh tuyên bố, chúng tôi bang hoàng trước cảnh tượng tại cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở Pennsylvania. Chúng tôi lên án mọi hình thức bạo lực chính trị bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất và chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới ông Trump và gia đình vào thời điểm này. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ, chúng ta phải kiên quyết chống lại mọi hình thức bạo lực thách thức nền dân chủ. Tôi cầu nguyện cho cựu tổng thống Trump nhanh chóng bình phục người đứng đầu chính sách đối ngoại của eu jobs borrell fonteles nhấn mạnh tôi đã bị sốc trước tin về vụ tấn công nhằm vào ông trump tôi cực lực lên án một lần nữa chúng ta đang phải chứng kiến những hành động bạo lực không thể chấp nhận được nhằm vào các đại diện chính trị cũng theo cnn một quan chức nhà trắng cho biết tổng thống mỹ joe biden đã nói chuyện được với ông trump sau vụ nổ súng song không rõ cuộc gọi kéo dài bao lâu và thời gian chính xác của cuộc gọi được thực hiện Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đã nói chuyện với thống đốc bang Pennsylvania, Joe Shapiro và thị trưởng thành phố Butler, Bob Dandoy về vụ nổ súng trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cho biết, một tay súng đã bắn nhiều phát từ một vị trí trên cao, bên ngoài địa điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump vào tối ngày 13 tháng 7 ở Butler, Pennsylvania trước khi bị nhân viên mật vụ Mỹ tiêu diệt. Tuyên bố của Sở mật vụ cho biết, trong cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump ở Butler, Pennsylvania vào khoảng 6 giờ 15 phút chiều ngày 13 tháng 7, một đối tượng bị tình nghi là kẻ nổ súng đã bắn nhiều phát về phía sân khấu từ một vị trí trên cao bên ngoài địa điểm tổ chức cuộc vận động tranh cử. Tuyên bố tiếp tục, nhân viên mật vụ vô hiệu hóa kẻ nổ súng, đối tượng đã chết. Ông Anthony Guglielmi, giám đốc truyền thông của Sở Mật vụ nhấn mạnh trong tuyên bố, Mật vụ Mỹ nhanh chóng phản ứng bằng các biện pháp bảo vệ và cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn. Một khán giả thiệt mạng và hai khán giả bị thương nặng. Vụ việc đang được điều tra và Sở Mật vụ đã thông báo cho Cục Điều tra Liên bang FBI. Ứng cử viên Thượng viện Đảng Cộng hòa Deb McCormick, người ngồi ở hàng kế đầu trong cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump, cho biết đã nhìn thấy cuộc tấn công nhằm vào cựu Tổng thống và một người đứng sau ông có vẻ là bị thương nặng. McCormick nói với CNN trên sóng truyền hình rằng cựu Tổng thống Donald Trump vừa mời ông lên sân khấu, thì khoảng một phút sau, ông nghe thấy một loạt tiếng súng khoảng 7 đến 8 phát. McCormick nói đột nhiên mọi chuyện trở nên hỗn loạn, mật vụ ngay lập tức che chắn cho cựu Tổng thống, trồm lên người ông ấy và đám đông ngay lập tức ngã xuống đất. Ứng viên thượng viện cho hay ông nhìn qua vai và rõ ràng là có người bị trúng đạn. Những người xung quanh người đó cố gắng sơ cứu vì phải mất vài phút đội y tế mới có thể tiếp cận được vì quá đông đúc. Markomik lưu ý, ông và tất cả khoảng 15.000 người tham dự trong đám đông đã được kiểm tra bằng máy dò kim loại trước khi bước vào cuộc vận động tranh cử. Rico Enmore diễn ra tại cuộc vận động tranh cử nói, tất cả những gì chúng tôi biết là có tiếng súng nổ và sau đó là tôi nhảy qua hàng rào, đặt tay lên che đầu người đang bị chảy máu đầm đìa. Người bị thương chỉ là một người lạ mà Enmore không biết, bản thân ông không bị tổn hại gì. CNN dẫn thông tin từ các quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho hay vụ nổ súng đang được điều tra như một âm mưu ám sát ông Donald Trump. Fox News đưa tin chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa TNC ra tuyên bố chung sau vụ ám sát. Tuyên bố chung viết như đã thông báo vào tối nay, Tổng thống Trump đang ổn và biết ơn cơ quan thực thi pháp luật cũng như những người phản ứng đầu tiên vì hành động nhanh chóng của họ. Tổng thống Trump mong muốn được tham gia cùng tất cả các bạn tại Mingauki khi chúng tôi tiến hành đại hội để đề cử ông làm Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Với tư cách là ứng cử viên của đảng chúng ta, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục chia sẻ tâm nhìn của mình về việc làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump là bệnh hoạn, nhấn mạnh rằng ở Mỹ không có chỗ cho kiểu bạo lực như thế này. CNN dẫn thông tin từ các quan chức thực thi pháp luật Mỹ cho hay, vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump ở Butler, Pennsylvania vào tối ngày 13 tháng 7 đang được điều tra như một vụ âm mưu ám sát. Ông Donald Trump may mắn sống sót sau loạt vụ nổ tại buổi vận động tranh cử theo nhân chứng Đảng Cộng hòa, ứng cử viên thượng viện Đảng Cộng hòa Pennsylvania David McCormick nói với Fox News rằng ông đang ở hàng ghế đầu thì có 7 đến 8 tiếng súng vang lên. McCormick nói đám đông gần như là ngã xuống đất, mật vụ ngay lập tức đã đến và nhanh chóng bảo vệ cựu Tổng thống. Ông McCormick cho biết hiện chưa rõ các phát súng đến từ hướng nào nhưng người đứng sau trên khán đài chắc chắn là bị thương. Ông McCormick nói có rất nhiều máu và cảnh sát đã đến đưa người đó ra khỏi khán đài để họ được chăm sóc. McCormick nói là không biết liệu những người khác có bị thương hay không. Khi được hỏi liệu có phải cựu Tổng thống Donald Trump may mắn sống sót hay không, ông McCormick trả lời là tôi nghĩ vậy. Fox News dẫn các nguồn thực thi pháp luật cho hay nghi phạm xả súng tại một cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump đã chết. Hai người bị thương khác được đưa đến bệnh viện Pittsburgh. Tiếng súng dường như là nổ ra ngay sau khi ông Trump bắt đầu bài phát biểu tại cuộc vận động. Trong khi đó, CNN dẫn nguồn tin của Sở Mật vụ cho hay kẻ xả súng đã bị nhân viên mật vụ tiêu diệt. Một người tham dự cũng thiệt mạng trong vụ việc. Cựu Tổng thống Mỹ Joe Bush ra tuyên bố nói rằng ông và phu nhân biết ơn vì cựu Tổng thống Donald Trump vẫn an toàn sau khi có báo cáo về vụ nổ súng. Tuyên bố viết, Laura và tôi rất biết ơn vì cựu Tổng thống Trump vẫn an toàn sau cuộc tấn công hèn nhát nhằm vào mạng sống của ông ấy và chúng tôi khen ngợi các nhân viên mật vụ vì phản ứng nhanh chóng của họ. Truyền thông Mỹ đưa tin vào ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị thương trong vụ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử ở Butler, bang Pennsylvania của Mỹ. Sau tiếng súng, ông Trump nhanh chóng được lực lượng an ninh bảo vệ và đưa khỏi hiện trường. Sở mật vụ và trợ lý của ông cho biết, ông đã an toàn và ổn định sức khỏe, không gặp nguy hiểm về tính mạng. Hiện ông được theo dõi thêm tại trung tâm y tế địa phương. Sau vụ việc, cựu Tổng thống Mỹ đã cập nhật tình hình trên mạng xã hội chút. Ông viết, tôi biết có điều gì đó không ổn khi tôi nghe thấy tiếng vù vù và lập tức cảm thấy như có viên đạn bay xuyên qua da. Tôi bị chảy nhiều máu và lúc đó là tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông Trump đồng thời cảm ơn Sở Mật vụ và các quan chức thực thi pháp luật vì đã phản ứng nhanh chóng và gửi lời chia buồn tới gia đình của người thiệt mạng tại cuộc vận động tranh cử. Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang điều tra vụ việc coi đây là vụ ám sát bất thành nghi phạm nổ súng bị sở mật vụ tiêu diệt tuy nhiên ít nhất một khán giả tham gia cuộc vận động đã tử vong một nhân chứng tham gia cuộc biểu tình chia sẻ lại cảnh hỗn loạn trong vụ nổ súng một nửa đám đông ở phía cuối cuộc biểu tình nghĩ rằng đó là trò đùa kỳ lạ nào đó nửa còn lại biết rằng đâu là vấn đề nghiêm trọng tôi nghĩ mọi người đều nhanh chóng nhận ra rằng đó là một tình huống nguy hiểm và mọi người bắt đầu hoảng loạn người này cho hay nhân chứng nói thêm đây là điều không ai ngờ tới thật kinh khủng, chúng ta không nên tranh luận về chính trị ở cấp độ quốc gia khi những việc này vẫn đang tiếp diễn. Sau thông tin về vụ nổ súng, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alexandro Mayorkas cho biết cơ quan này bao gồm cả sở mật vụ đang nỗ lực đảm bảo an toàn cho Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm nay.